Khoảng 9 giờ sáng ngày 16 tháng 9, một đám cháy đã xảy ra tại tầng tum của tòa nhà 6 tầng, số 28 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội. Vị trí cháy nằm ở tầng cao nhất. Tại thời điểm sự việc xảy ra, các nhân chứng cho hay, phía các tầng dưới có một số công nhân đang làm việc, ngôi nhà trên đang trong quá trình hoàn thiện thi công. 4 xe cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường. Chỉ sau khoảng 10 phút, vụ việc đã được khống chế. Rất may không có ai thương vong trong vụ cháy. Tính từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 9, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra liên tiếp 4 vụ cháy. Nghiêm trọng nhất là đêm ngày 12 rạng sáng ngày 13 tháng 9 đã xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại tòa nhà chung cư mini số 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại số 28 Vũ Trọng Phụng đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.